Hello, xin chào các bạn. Đây là cái món quà từ cái đội ngũ team Phương Lý Tưởng. Như các bạn biết, Phương Lý Tưởng là một cái team giúp bạn phân tích cái những sản phẩm về SC. Thì nhân dịp mình nhận được cái món quà này thì mình cũng rất là vui, nên là mình sẽ khui món quà này để mà cùng với các bạn xem coi là trong món quà này cái team Phương Lý Tưởng sẽ có những cái gì ha. Thì nhân dịp cái video này mình cũng muốn cảm ơn Do Nguyễn và đội ngũ team Phương Lý Tưởng đã nhớ đến mình và tặng một món quà rất là xinh. Thì bây giờ mình sẽ khui ra coi bên trong nó có gì. Bên trong món quà này thì đầu tiên là mình sẽ có một cái tấm thiệp. Bây giờ mình sẽ đọc cái tấm thiệp này coi đây là các bạn ghi gì trong đây ha. Kính chúc anh quen công việc vừa ý, túi tiền nặng ký, mọi sự như mơ, vạn sự như ý, đời luôn tươi mới, chúc mừng năm mới đội ngũ, ý tưởng thân gửi. Cảm ơn team Khu Lý Tưởng và Sơn Nguyễn đã ghi một cái thiệp quà rất là dễ thương. Bây giờ mình khui chai rượu. Hôm qua mình nhận cái món quà của Dintify các bạn, thì nó cũng là một cái chai rượu, nhưng mà cái chai rượu đó là rượu của Úc. Còn cái này đó là rượu của như là của Pháp nữa các bạn, tiếng Pháp nè. Nó sản xuất cái năm 2021 mà. Hôm qua cái quà của Dintify là 2022 á, 2022. Rồi, cảm ơn các bạn. Ngoài ra thì nó cũng có những cái hộp quà về cà phê. Cà phê nó rất là xinh nữa bạn. Nhìn nó rất là xinh. Mình lên thử. Mấy cà phê này nó hiệu gì đó. Premium Blend 200g. Để nào bữa nào rảnh mình sẽ pha thử cà phê này coi nó ngon bằng cà phê Việt Nam không. Meal xanh nghĩa là bánh nè các bạn. Bánh này mình uống với rượu và chăm trà rồi cũng được. Chocolate cookie, chocolate bánh chocolate. Này là trà artichoke đỏ. Còn cái đây là trà hồng. Và những cái quà này là do team Phương Lý Tưởng đó gửi tặng cho mình. Và mình rất cảm ơn đội ngũ của team Phương Lý Tưởng đã tặng quà mình vào cái dịp Tết. Nếu mà các bạn sau này có sử dụng những công cụ và phân tích về SC thì bạn có thể là thử thử nghiệm sử dụng cái công cụ thu lý tưởng của bạn Do Nguyễn nè. Do mình sử dụng cái thu này nó cũng được 20 năm rồi, nên mình quen những cái đội ngũ mà team support của thu lý tưởng đó. Khi mà có lỗi gì các bạn có thể liên hệ. Rồi, như vậy thì cũng nhân dịp cuối năm mình cảm ơn đội ngũ team thu lý tưởng đã hỗ trợ, đã tặng cho mình một món quà rất là xinh và dễ thương. Rồi, cảm ơn các bạn.